Trai Ngoại Thành xin chào các bạn. Trai Ngoại Thành chào hai con bò. Hello bò con buổi sáng. Hello bò mẹ buổi sáng. Giới thiệu các bạn, đây là cây mít. Đây, cây mít Thái Lai của nhà Trai Ngoại Thành. Nó đang chuẩn bị ra trái non mọi người ơi. Trái non đây. Cái trái này nó chổng mông lên trời. Bữa nào phải sửa chữa nó thôi. Đây, đó, mít đây. Đấy, bữa nào tỉa bớt thôi, để bớt trái con cho nó ra nhiều. Trái bự để qua trái nhỏ. Đây, mọi người coi nha. Hello mọi người, hôm nay Trai Ngoại Thành sẽ giới thiệu với các bạn một loài hoa. Một loài hoa người ta thường nói là hoa rau muống, hoa rau lan. Hoa rau muống thì các bạn có thể thấy nhiều rồi, mà nhưng hoa rau lan thì các bạn chưa thấy. Hôm nay Trai Ngoại Thành sẽ giới thiệu với các bạn hoa rau lan. Bây giờ Trai Ngoại Thành dẫn các bạn đi coi hoa rau lan như thế nào nha. Đây, Trai Ngoại Thành giới thiệu với các bạn, đây là rau lan. Rau lan. Rau lan nha mọi người, rau lan. Rau lan là mình để mình luộc, mình chấm với chao hay là mắm nêm đó. Đây là rau lan. Đây, mọi người thấy rồi. Đây. Đó, rau lan. Thấy chưa? Cho mọi người coi nè, hoa rau lan. Đó, mọi người đã thấy chưa? Đây, giới thiệu các bạn, đây là hoa rau lan. Đấy. Có nhiều bạn sẽ không biết cái loại hoa này như thế nào. Nay Trai Ngoại Thành giới thiệu các bạn là hoa rau lan là như nó như thế này nha mọi người. Hoa rau lan. Đó. Hoa rau lan. Chờ. Hoa rau lan. Ở trong nhụy nó là màu tím tím. Đó, màu tím. Rau lan cũng có hoa ta. Vậy là nó cũng có hộp luôn ha. Đây là mình đợi một thời gian coi nó có hộp không mọi người. Mình sẽ không rành về cái loại này, nên là mình đợi thử coi là nó có hộp như hộp rau muống không. Rau muống thì có hộp đó. Rau muống, rau hoa xong rồi nó mốt như có hộp. Rồi rau lan này lần đầu tiên mình thấy. Lần đầu tiên mình thấy là rau lan nó có hoa. Mình không biết nó có hộp hay không. Đó. Hy vọng là nó có hộp, sẽ quay clip tiếp theo cho các bạn coi. Đây là một chỉ có vài dây khoai lang cho nhà Trai Ngoại Thành ăn á. Xong rồi lỡ để nó lên mọng rồi đó mọi người. Xong rồi tiếc nó đem ra mình gắm. Gắm vào đất á, thì nó sẽ lên như thế này. Lên để lâu quá nó có hoa luôn. Nó có bông luôn. Bông rau lan. Hồi xưa thì có bông hoa rau muống. Hoa rau muống thì mọi người đã biết rồi, còn hoa rau lan thì mọi người chưa biết. Đó. Bản thân Trai Ngoại Thành cũng lần đầu tiên thấy đó nha mọi người. Đó. Đó. Rau lan, hoa rau lan đó. Đây giới thiệu các bạn là đây một đọt lan nè, một đọt lan này đó, một đọt lan. Cái đọt này thì mình có thể ngắt vô luộc, chấm tương, chấm chao, đặc biệt là mắm nêm, rất là hợp với mắm nêm nha mọi người. Đây, hoa rau lan đây, đó, nó đây, đó, hoa rau lan đó. Mọi người thấy đặc biệt không? Đó, hoa rau lan.
này nữa nè. Nâu đang nó về nó dài lắm mọi người, nó rất là dài luôn, dài thòn lòn luôn. Ở đây nữa nè, đó không đây nè, đây rồi, mọi người coi rau lan bên đây là chuẩn bị luôn nè, chuẩn bị có bông luôn rồi nè. Mọi người thường biết không, thường thường rau lan mà nó có bông á thì nó phải thật sự già nó mới có bông. Rau muống cũng vậy, nó có bông đó, mình trồng lâu nó mới có đó. Lan này đâu đó. Đây là chuối nha mọi người, người ta gọi là chuối Simon. Cái loại chuối này là mình ăn sẽ là chua chua ngọt ngọt. Trang Ngoại Thành đã giới thiệu với các bạn một loài hoa, một loài bông rất đặc biệt, đó là hoa lan, và đây là chuối Simon. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo nha. Nhớ đăng ký kênh Trai Ngoại Thành. Thân ái chào tạm biệt. Bye bye mọi người.